cháy nhà, hai người và một em bé được cứu, chủ nhà bị tai biến 69 tuổi tử vong. Ngọn lửa xuất phát từ căn nhà cấp 4 ở xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, An Giang, sau đó cháy lan. Lực lượng chức năng cứu được hai người và một em bé, còn bà L bị tai biến đã không qua khỏi. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng ngày 10 tháng 10, Thượng tá Võ Phúc Thọ, trưởng phòng cảnh sát PCCCNCH Công an tỉnh An Giang cho biết vụ cháy xảy ra tại ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu. Ngọn lửa xuất phát từ căn nhà của bà Trần Thị L, 69 tuổi, khoảng 7 giờ sáng ngày 10 tháng 10. Tiếp nhận thông tin vụ cháy, lực lượng cứu hộ đã điều 3 xe chữa cháy ở thị xã Tân Châu, 1 xe ở thành phố Châu Đốc cùng 30 chiến sĩ đến chữa cháy. Sau hơn 15 phút, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Hai người và một em bé mắc kẹt được cứu ra ngoài an toàn, nhưng bà L bị tai biến đã tử vong. Tại hiện trường, một căn nhà tạm mái lập tôn bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, hai căn nhà bên cạnh bị cháy xém. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp công an thị xã Tân Châu khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Vĩnh, cho biết căn nhà bị cháy được làm bằng vật liệu gỗ, vách tôn. Dự kiến sẽ bố trí cho các gia đình ở tạm thời trong nhà văn hóa xã. Trước mắt địa phương sẽ hỗ trợ gia đình chôn cất nạn nhân. Các chính sách hỗ trợ tiền và khắc phục chờ quyết định của thị ủy để giúp người dân ổn định cuộc sống, ông Phong nói.